quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau: Hội Nhà Báo Việt Nam tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021. Thanh Hóa, vụ lúa chim xuân tiếp tục được mùa. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay Hội Nhà Báo Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021. Năm 2021, Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp hội nhà báo đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo hội trong việc xây dựng chương trình kế hoạch công tác thi đua khen thưởng. Nhiều chi hội đã chủ động phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong chuyên môn nghiệp vụ gắn với hoạt động vì cộng đồng. Qua đó đã xuất hiện nhiều hội viên nhà báo không quản ngại khó khăn, nguy hiểm xung phong trên tuyến đầu chống dịch, tích cực tuyên truyền chống lại các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực lãng phí, đấu tranh phản bác với các thông tin sai lệch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời cổ vũ tuyên truyền những hành động đẹp, gương điển hình tiên tiến góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong toàn đảng toàn dân. Cùng với đó, việc tăng cường giáo dục bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh, nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ của người làm báo đã có phần quan trọng nâng cao chất lượng hiệu quả của báo chí, đưa hoạt động của báo chí ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại hội nghị, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng cờ thi đua cho 8 tập thể hội xuất sắc, trao bằng khen cho 15 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng hội năm 2021. Chiều nay 16 tháng 5, Đoàn Công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa về tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022. Giai đoạn 2017-2022, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn Thanh Hóa phát triển nhanh mạnh mẽ, khơi dậy được tiềm năng sáng tạo của nông dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trung bình mỗi năm, phong trào đã thu hút trên 30 vạn hộ đăng ký thi đua. Riêng năm 2021, toàn tỉnh có 209.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, hàng năm Hội Nông dân tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với các sở ban ngành tổ chức gần 5.000 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa kỹ thuật cho hội viên, nông dân. Tiến chấp và ủy thác với các ngân hàng cho nông dân vay hơn 13.000 tỷ đồng, quản lý và sử dụng hiệu quả gần 60 tỷ đồng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đạt được trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đồng thời đề nghị các cấp hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các phong trào nông dân, nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào sản xuất kinh doanh giỏi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia đóng góp vào dự thảo quy định tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2022. Vụ lúa năm 2021-2022, Thanh Hóa gieo cấy được trên 114.000 ha, Đến thời điểm này, các địa phương đang chuẩn bị bước vào thu hoạch rộ. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp và các địa phương, đây là vụ lúa tiếp tục được mùa, năng suất lúa bình quân toàn tỉnh ước đạt 65-66 tạ 1 hecta. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, nhờ thực hiện tốt không lịch thời vụ, cơ cấu giống, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, điều kiện thời tiết khá thuận lợi, ảnh hưởng của sâu bệnh ít, nên năng suất lúa bình quân vụ chiêm xuân năm nay cao hơn dự kiến từ 1 đến 2 tạ 1 hectare. Nhiều bộ giống lúa có năng suất chất lượng được các đơn vị đưa vào gieo cấy nên hiệu quả tại các vùng lúa liên kết được nâng lên rõ rệt. giá sơ bộ thì năng suất trên địa bản yên định thì được khoảng 69 tạ đến 69,5 tạ trên 1 hecta. Thì bà con năm nay thì có một số diện tích nó cấy trước nên là năng suất thấp hơn một chút. Tuy nhiên thì cơ bản trên đồng ruộng yên định cây lúa sinh trưởng phát triển tốt năm nay cũng sạch bệnh. Hiện nay thì huyện đã triển khai cái phương án phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2022 và bố trí là cái mùa cực sớm và mùa sớm là chủ yếu, mùa sớm đến 90% so với lại bình quân chung các năm thì năm 2022 cái vụ chiêm xuân thì cũng là một cái năm được mùa. Thời điểm này các địa phương đang tiến hành thu hoạch lúa chiêm xuân nhanh chóng giải phóng đất để triển khai sản xuất vụ thu mùa kịp thời vụ. Xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng trong quá trình triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa huyện Hậu Lộc về đích nông thôn mới trong năm 2022. Nên ngay trong những tháng đầu năm, huyện Hậu Lộc đã tập trung giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư để thực hiện các dự án đúng tiến độ. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn Hoàng Hóa qua địa bàn 6 xã của huyện Hậu Lộc có chiều dài 11,27 km với trên 800 hộ dân bị ảnh hưởng huyện Hậu Lộc đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thuộc diện bị ảnh hưởng hiểu rõ mục đích ý nghĩa của dự án đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từ đó đồng thuận với chủ trương của nhà nước. Đến nay, huyện Hậu Lộc đã bàn giao 9,5 km đất nông nghiệp, đất trang trại cho nhà thầu thi công. Đối với gần 2 km còn lại, liên quan đến các hộ dân thuộc diện tái định cư, huyện Hậu Lộc cam kết sẽ bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 8 tới. Thông qua đối thoại gặp gỡ trực tiếp để cho bà con trước khi kiểm kê cũng đã là triển khai cho bà con thấy được các cái mốc để tháo gỡ giải quyết cho bà con một cách nhanh chóng kịp thời nên là, là cái là bà con cũng rất là yên tâm về cái cơ, thống nhất cao về cái chủ trương của của, của nhà nước trong cái, cái, cái giải phóng mặt đường bằng tuyến đường ven biển này. Huyện ủy Ủy ban dân huyện đã tập trung chỉ đạo một số nhóm giải pháp thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền phổ biến đến, đến tận người dân đến tận cơ sở. Cái thứ hai là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu phải vào cuộc trong cái công tác giải phóng mặt bằng tránh cái đùn đẩy né tránh trách nhiệm. Cái thứ ba là trong cái giải phóng mặt bằng thì thực hiện đầy đủ các cái cơ chế, các cái chính sách và cái quyền lợi đầy đủ cho cái người bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng. Năm 2022, huyện Hậu Lộc được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng hơn 191 ha phục vụ 97 dự án. Đến nay huyện đã đo đạc kiểm kê trên 76 ha, thu hồi đất và phê duyệt dự án bồi thường trên 58 ha. Hậu Lộc quyết tâm không để vướng mắc trong giải phóng mặt bằng trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các dự án trên địa bàn. Sáng nay 16 tháng 5, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị tập huấn các nội dung về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện, xã, tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 5, cán bộ công chức viên chức thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện xã của huyện Thọ Xuân sẽ được giới thiệu những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, chương trình chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa, hướng dẫn hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, giới thiệu về mô hình chuyển đổi số cấp huyện cấp xã, phát triển xã hội số, kinh tế số, chính quyền số, hướng dẫn sử dụng nền tảng số, công nghệ số, công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật viễn thông qua đó nâng cao nhận thức về các lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số, công nghệ, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức các cơ quan đơn vị, ủy ban dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Sáng nay 16 tháng 5, tại trường trung học cơ sở Tân Phong 1, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Sương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Ái Châu Việt Nam, Trung tâm Edu Garden, đã tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em và cách sơ cấp cứu ban đầu. Tham gia chương trình, các giáo viên và gần 500 học sinh trường trung cơ sở Tân Phong 1 huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa đã được cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các chuyên gia, kỹ thuật viên công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Á Châu Việt Nam, trung tâm Edu Garden tuyên truyền hướng dẫn các giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em, cách xử lý, biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nước, một số kỹ thuật sơ cấp cứu người bị đuối nước cách sử dụng phương tiện cứu sinh như áo phao, phao nổi thông qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân về công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em, góp phần hạn chế những tai nạn thương tâm khi các em tiếp xúc với môi trường sông nước, nhất là khi mùa hè đã đến. Mới đây, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện nông cống phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Thanh hóa đã khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Công chính, huyện nông cống. Hộ được hỗ trợ nhà đại đoàn kết là gia đình bà Lê Thị Huyên, thôn Tam Hòa, xã Công Chính, huyện Nông Cống. Ngôi nhà mới sẽ được xây dựng trên diện tích 50m2 với kinh phí dự kiến hơn 100 triệu đồng. Trong đó, Agribank Nam Thanh Hóa ủng hộ 50 triệu đồng, số còn lại do anh em dòng họ và bà con trong thôn xóm đóng góp. Dự kiến sau khoảng hơn 2 tháng, ngôi nhà đại đoàn kết sẽ hoàn thành, giúp gia đình bà Lê Thị Huyên có nơi ở mới khang trang, từ đó có động lực vượt qua khó khăn. Những năm qua, cùng với hoạt động phát triển kinh doanh, mở rộng mạng lưới hoạt động, Agribank Nam Thanh Hóa luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Vào chiều tối qua 15 tháng 5, một vụ cháy lớn xảy ra tại kho chứa hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại T88 có địa chỉ tại thôn Phú Sơn, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ngay khi nhận được tin báo, phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cùng 33 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy kịp thời. Đến 20 giờ 5 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Công ty T88 là đơn vị sản xuất sợi, hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cuối ngày của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt